mà xây dựng những cái sáng kiến, những cái giải pháp để tổ chức các hoạt động ngoài trời theo định hướng STEAM ấy, thì các cô giáo cũng cần phải nghiên cứu kỹ một vài các cái nội dung và phải lưu ý các nội dung này. Thứ nhất, đó là cái mục tiêu của hoạt động ngoài trời đó là gì, các cái nội dung mà chúng ta tổ chức ở hoạt động ngoài trời như thế nào, rồi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, cái đặc điểm của lớp học và khả năng của cô giáo ở nhà trường đó như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu cái bối cảnh địa phương ấy, là ở cái địa phương đó chúng ta sẽ có thể đáp ứng được cái yêu cầu về môi trường, về cơ sở vật chất như thế nào để chúng ta tổ chức một hoạt động ngoài trời. Tiếp theo thì chúng ta cũng phải hiểu là thế nào là giáo dục theo định hướng STEAM, nghĩa là khi mà chúng ta tổ chức hoạt động ngoài trời theo định hướng STEAM thì chúng ta lưu ý đến các cái tiền tố STEAM về yếu tố khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Những cái yếu tố này nó sẽ được kết hợp một cách rất là nhuần nhuyễn và được tích hợp vào các cái nội dung hoạt động. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta tổ chức một hoạt động ngoài trời để đảm bảo về mục tiêu và nội dung nó đã rất là khó rồi, mà lại theo định hướng STEAM thì chúng ta phải lưu ý ba cái vấn đề mà liên quan đến định hướng STEAM, đó là khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Ba cái nội dung này chúng ta cần phải đảm bảo. Thế thì các cái giải pháp, những cái sáng kiến mà chúng ta đề ra thì thông thường nhé, các cô khi mà xây dựng cái sáng kiến, các cô quên mất một vấn đề, đó là cái bối cảnh ở lớp học, ở địa phương, ở trường của các cô. Cái khó khăn đó nó xuất phát, nó sẽ là những cái mà gọi là ý tưởng để phát sinh cái giải pháp, cái chủ đề đó. Thì các cô lại không nghiên cứu ở thực tế, mà thông thường là các cô sẽ tìm cái ý tưởng ở bên ngoài. Thế thì đầu tiên chúng ta phải thấy là gì? Nếu trẻ của chúng ta đang bị yếu về cái gì thì chúng ta sẽ đề ra giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Ví dụ như là cái môi trường ở trường học của các cô ấy, thì ở xung quanh nó có rất là ít những cái yếu tố liên quan đến tự nhiên để chúng ta có thể áp dụng ở khám phá khoa học. Vậy thì cái giải pháp các cô đề ra như thế nào? Thế thì thông qua cái video ngắn này thì mình cũng chỉ đề ra để cho các cô một vài các cái sáng kiến, các cái giải pháp làm sao để các cô thông qua đó các cô tham khảo để áp dụng vào trong sáng kiến của mình thôi, và nó sẽ không hoàn toàn đúng với tất cả các nhà trường, với tất cả các giáo viên và tất cả các độ tuổi trẻ. Thứ nhất thì các cô cũng có thể tổ chức một cái sáng kiến liên quan đến yếu tố khoa học, đó là thử nghiệm khoa học ngoài trời. Thì cái thử nghiệm khoa học ngoài trời này thì thông thường nó sẽ là như là tổ chức các cái thí nghiệm, có thể là quan sát xa bong bóng, quan sát thiên nhiên, rồi đo đạc, phân tích dữ liệu thời tiết, rồi quan sát cây cối, rồi trồng cây. Những cái yếu tố đó là những yếu tố liên quan đến thí nghiệm quan sát khoa học đấy. Rồi chúng ta cũng có thể cho trẻ xây dựng các cái công trình, ví dụ như là xây bồn hoa, rồi trồng cây, xây rào, xây vườn rau chẳng hạn như vậy, rồi xây đường đi đấy. Thì đấy cũng là một trong những cái cách để chúng ta có thể áp dụng giáo dục STEAM rồi vào ở trong cái hoạt động ngoài trời. Vì cái xây công trình đó nó liên quan đến yếu tố kỹ thuật, và chúng ta cũng có thể sử dụng các thiết bị công nghệ, và cái nghiên cứu các cái thí nghiệm nó cũng liên quan đến khoa học và có yếu tố kỹ thuật. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu các cái nội dung liên quan đến nghệ thuật ngoại cảnh, ví dụ như là tạo những cái không gian, làm những cái bức tranh ngoài trời, vẽ phấn ở ngoài trời, rồi tạo những bức tranh từ các vật liệu tự nhiên. Thì mình nhớ là mình cũng đã có một vài các cái giáo án lên trên kênh về là tạo những cái bức tranh ở trên nền gạch ấy, bằng các nguyên vật liệu tự nhiên rồi. Chúng ta cũng có thể áp dụng đó là các cái kỹ thuật ứng dụng, như là sử dụng công nghệ để có thể giải quyết các cái vấn đề thực tế ở môi trường, ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng kính lúp để quan sát kiến này, rồi có xem các tổ kiến, rồi quan sát bướm bay như thế nào, rồi sử dụng ống nhòm chẳng hạn như vậy. Thì đấy là các cái kỹ thuật ứng dụng để cho trẻ có thể là nâng cao cái khả năng khám phá thế giới xung quanh theo con mắt của nhà khoa học. Rồi chúng ta cũng có thể áp dụng các cái nội dung như liên quan đến toán học và trò chơi, ví dụ như là tổ chức các trò chơi liên quan đến là thách thức đạt được cái điều gì đó, giải quyết các cái vấn đề khó, ví dụ như là tư duy sơ đồ chẳng hạn như vậy. Chúng ta sẽ có những cái dạng như là ma trận ấy, để cho trẻ giải quyết, hoặc là các cái tượng sơ đồ tư duy, các cái hình ảnh ở dưới sân trường để trẻ giải quyết các bài toán đó, rồi bao nhiêu bước, rồi sử dụng các cái ngôn ngữ cơ thể để trẻ có thể áp dụng. Rồi chúng ta cũng có thể áp dụng đó là nghệ thuật kết hợp với khoa học, ví dụ như là tạo ra các cái tranh vẽ về bằng các cái nguyên vật liệu tái chế. Thì cũng như ở cái phần mà nghệ thuật ngoại cảnh, chúng ta áp dụng nó gần giống như vậy. Thì một cái giải pháp nữa đó là tham gia vào các hoạt động cộng đồng, ví dụ như là vệ sinh môi trường, phân loại rác thải. Thì đấy là các cái giải pháp mà chúng ta có thể tiến hành. Ngoài ra thì có một vài các cái giải pháp và cái sáng kiến mà chúng ta luôn luôn áp dụng ấy. Đối với giải pháp và nhất còn sáng kiến thì nó không còn mới nữa. Thì thứ nhất là kết hợp với phụ huynh, rồi kết hợp với đồng nghiệp, rồi chúng ta có thể chuẩn bị về môi trường lớp học, môi trường xung quanh nhà trường. Ví dụ như không có cái gì, chúng ta có thể chuẩn bị môi trường để cho trẻ quan sát, để trẻ có thể có những cái trải nghiệm tích cực. Thế thì vấn đề chính của hoạt động ngoài trời đó là luôn luôn là chúng ta sẽ gì ạ? Cung cấp cho trẻ, gọi là tạo cơ hội cho trẻ khám phá những cái kiến thức liên quan đến các hoạt động học. Đấy, chúng ta sẽ cho trẻ khám phá các kiến thức nền hoặc trải nghiệm, hoặc là nó là một cái hoạt động nào đó của những cái hoạt động ở hoạt động học hay hoạt động vui chơi mà chưa hoàn thành chẳng hạn như vậy. Thế thì các cô lưu ý cái nội dung đó thì các cô sẽ đề ra các giải pháp phù hợp, và chúc cô có một sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả có thể áp dụng được với lớp học của cô, trường học của các cô và lan tỏa trong đồng nghiệp.